Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Anh em ghé thăm rất mong nhận được đăng ký kênh của tất cả các anh em. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một chiếc đầu băng cối mới về từ châu Âu. Hàng về trực tiếp từ Đức, đến từ một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng với anh em yêu audio trên toàn thế giới. Đó là của hãng Zevox. Model là B77MK2. Hàng cực kỳ xịn sò, cao cấp. Phải nói là đẳng cấp. Và chiếc B77MK2 này có rất nhiều điểm khác biệt so với những chiếc B77 thông thường. Điểm đặc biệt đầu tiên mà em muốn chia sẻ đến nhà mình, anh em mình có thể quan sát thấy này, đây là phiên bản chữ vàng. Đấy, những cái chữ nó được làm bằng màu vàng, các bác thấy không ạ? Thì nó sẽ xịn sò, cao cấp hơn là những phiên bản chữ màu trắng các bác nha. Đây là phiên bản chữ vàng, được nhiều anh em quan tâm yêu thích hơn, cao cấp xịn sò hơn. Cái điều đặc biệt thứ hai, các bác có thể thấy đây là dòng có tốc 15, cực kỳ hiếm và rất là hay. Đây ạ, đối với những chiếc B77 MK2 thông thường thì nó sẽ không có cái tốc độ 15 này. Đó là điểm đặc biệt thứ hai, rất là hay luôn. Điểm đặc biệt thứ ba em muốn chia sẻ với nhà mình, anh em mình có thể nhìn thấy mặt trước khác biệt so với những con thông thường không ạ? Mặt trước được làm bằng một nguyên tấm nhôm phay xước. Nó rất là bóng, rất đẹp các bác này. Và cái miếng nhôm này nó rất là dày luôn ấy. Đây ạ. Em phải quay cận cảnh nha, mình nhìn thấy này, cái độ dày này. Rất dày luôn nha. Nguyên một tấm nhôm phay xước được ốp ở mặt trước. Nhìn nó cao cấp, xịn sò, sang trọng hơn rất nhiều. Đối với những con thông thường thì mặt trước này chỉ được sơn thôi. Đấy, sơn dạng sơn nhám ấy. Nhìn nó trần ấy. Còn con này thì các bác nhìn thấy là được ốp nguyên một miếng nhôm này. Nhìn nó bóng đẹp, cực kỳ xịn sò, cao cấp luôn. Đây ạ, không biết được góc máy quay các bác có nhìn thấy rõ không. Nhưng mà bên ngoài nhìn nó bóng đẹp lắm. Thứ nhất nó đẹp, nhìn nó xịn sò, cao cấp và nó hạn chế bị chảy xước hơn là khi mà chúng ta dùng những cái con thông thường các bác nhá. Quá là đẹp, đỉnh cao luôn. Có rất nhiều điểm khác biệt đối với chiếc máy này. Máy về thì trong tình trạng đẹp xuất sắc rồi, chưa sử dụng tại Việt Nam. Các bác có thể quan sát kỹ tất cả các núm nút rất mới, sáng choang, đẹp keng luôn. Dòng này thì nghe phải nó cực kỳ đỉnh luôn, nghe quá là xuất sắc, nghe rất hay. Trong một vài năm gần đây thì giới chơi audio không những ở Việt Nam mà thế giới, họ tìm đến các thương hiệu của Zevox hay là Studer chơi rất nhiều. Đặc biệt là của Zevox thì thứ nhất là tiếng rất hay. Máy được thiết kế khung sườn cực kỳ chắc chắn, dày dặn, và cái giá thành thì nó cũng rất là hợp lý các bác nha. Cho nên nếu các bác để ý thì những anh em chơi audio chuyên nghiệp một vài năm gần đây thì họ chuyển sang họ chơi Zevox khá là nhiều. Đây em mở nắp ra cho anh em mình nhìn thấy phần đầu từ bánh tì bên trong cực kỳ mới. Đây ạ. Mới keng luôn, mới cứng luôn. Đừng nhìn tất cả là zin nguyên bản 100%. Chưa đụng chạm sửa chữa gì. Các bác có thể nhìn thấy này. Mới cứng luôn các bạn. Mới keng. Các cái nắp này làm bằng nguyên miếng nhôm phay xước rất là dày. Rõ số seri cho anh em mình này. Cầm lên nặng trịch luôn các bạn. Phải nói là rất nặng luôn. Cực kỳ nặng. Đây lắp mà em lắp một tay nó hơi khó chút. Đấy. Phải nói là quá là đẹp xuất sắc luôn. Bây giờ em xin mời anh em mình cùng ngắm nhìn mặt sau. Tí nữa rồi mà chúng ta mà test chất âm ấy, thì các bác sẽ thấy ngỡ ngàng luôn. Đặc biệt chúng ta nghe ở bên ngoài thì các bác sẽ cảm thấy là chắc chắn sẽ hài lòng, kể cả những đôi tai khó tính nhất. Chiếc này nghe phải nói quá hay luôn. Đây em mời anh em mình ngắm nhìn mặt sau cũng như là phần nội thất chi tiết này.
Các bác thấy là hãng thiết kế được làm bằng một cái khung sườn cực kỳ cao cấp, còn mới keng xà beng luôn. Nếu mà chúng ta mở cái khung sườn của hãng gì bóc ra so với những cái hãng khác thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hài lòng luôn, bởi vì khung sườn được làm chắc chắn hơn, xịn sò cao cấp hơn. Đây là một điểm cộng rất là lớn, được nhiều anh em rất là yêu thích. Máy đẹp keng xà beng luôn, các bác nhìn thấy này, cái phần sắt xi bên trong, tất cả mọi thứ này, motor chạy êm ru không một tiếng động, em quay cận cảnh chi tiết sát luôn, mới keng. Đây các bác nhìn thấy này, tất cả là vàng ươm, cực kỳ mới luôn. Con này thì phải nói là nội thất quá là ưng ý. Đây anh em nhìn này, phần cái này chắc là biến áp nguồn này, vàng ươm mới tinh. Đây em quay cụ thể này, đây đấy, Studer quá là đỉnh luôn, mới keng xả bèn các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Một điều khá đặc biệt nữa em muốn chia sẻ với anh em mình, chiếc này là dòng đa cầu điện này, em đang để điện 220V nhá, cho nên chúng ta dùng thì rất là tiện. Đây em quay rõ số series 141354. Đây là dòng hai trách các bác nhá, nghe cực kỳ hay luôn, nghe tiếng hay hơn rất rất nhiều so với dòng 4 trách. Các bác nào mà chưa trải nghiệm thì em nghĩ các bác thử trải nghiệm một lần. Hiện nay thì cũng rất nhiều các anh em chơi chuyên nghiệp tìm đến dòng hai trách, bởi vì cái tiếng nó tốt hơn rất nhiều luôn. Phải nói là em nghe là em mê mẩn luôn. Thật sự em không quá lời đâu, em cũng có cơ hội được trải nghiệm nhiều dòng về đầu băng cối, nhưng mà chiếc này phải nói là giá thành quá hợp lý, nhưng mà chất lượng âm thanh thì trên cả sự mong đợi. Thật sự là như vậy luôn. Máy mới cứng từ trong ra ngoài các bác nha, mới cứng cựa, đẹp keng xà beng, và có rất rất nhiều điểm đặc biệt hơn những chiếc máy thông thường em vừa chia sẻ với các bác rồi. Kiếm được một chiếc máy đẹp keng như này và phiên bản đặc biệt thì quả là không hề đơn giản đâu các bác. Giá lại cũng rất là hợp lý thôi. Rồi em mời các bác cùng nhìn ngắm. Đây là phần vỏ ngoài này. Đấy, các bác thấy là vỏ ngoài đẹp xuất sắc luôn, mới tinh. Cái vỏ bên ngoài mà nó mới không một vết trời, nhưng mà các bác nhìn thấy có mê không ạ? Cái vỏ mà nó đẹp đến mức như thế này cơ mà, keng xà beng luôn. Trời ơi, cái vỏ nó đẹp, đẹp mê mẩn luôn ấy. Thật sự luôn, không quá lời đâu các bác. Rồi em mời các bác ngắm nhìn mặt trong của vỏ luôn này, để các bác thấy là cái độ đẹp của máy thì không có một điểm chê. Đây mặt trong này, mới keng họ, mới tinh. Chỗ nào sắt xi là đều là bảy màu hết này, quá là đẹp luôn, đẳng cấp. Rồi bây giờ thì em sẽ để cái vỏ này sang một bên và bắt đầu mời anh em mình trải nghiệm chất âm thôi. Chiếc máy này hay hay kinh khủng luôn, phải nói là tiếng cực kỳ chất, khả năng thu phát là 10-10 các bác nhá, thu phát 10-10 chứ không chỉ là phát đâu, thu là đỉnh cao luôn, quá là hay. À hồi nãy em có không biết là có nhắc đến các bác chưa, đây là con này là phiên bản nát dành cho phòng thu chuyên nghiệp các bác nhá. Ở mặt sau ấy, mặt sau nó có ghi cái chữ nát ấy, thì đây là phiên bản dành cho phòng thu chuyên nghiệp. Nó có rất nhiều điểm đặc biệt, các bác thấy là quá nhiều điểm đặc biệt so với một con máy thông thường, nhưng mà giá thì cực kỳ hợp lý. Em bán giá con này như con máy thông thường thôi, rất là đẳng cấp, mới keng xà beng. Rồi bây giờ thì em sẽ chọn một cái nguồn phát từ một khí đầu CD, bấm play và chúng ta sẽ mời các anh em mình cùng thẩm âm vừa thu vừa phát của máy J-Box B770K2. Các bác thấy này, tép chuộc này, như nhau, chả khác gì hết. Thu phát 10-10, em mở phần tép trên phố, bước chân em lè lội, chờ anh đến chốn. Mờ xa nhạt bóng mây, nơi chân trời không ngày tháng phiêu du.
Tiếng hay lắm luôn đấy các anh em mình à. Hay hay suýt xòa luôn. Máy chạy êm ru luôn. Trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chỗ mơ xa nhạt bóng. Rồi, các bác thấy là phải nói chất lượng âm thanh hay lắm luôn các bác ơi. Nghe mà nức nở sau xuyến luôn. Không phải nói là em nghe mà em quên mất là em đang quay luôn. Em tu lại cho các bác nghe lại một tí xíu nữa nhé. Ui, hay hay, kinh hoàng luôn các bác. Quá là hay luôn, đẳng cấp. Lớn luôn ra nhé. Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá, cô đơn em khóc thầm, lẻ loi bước chân em trong chiều. Đấy, như vậy là đã hết cái phần chúng ta vừa vơi thu xong. Các bác thấy là khả năng chất âm quá đỉnh cao luôn, nghe đúng là suýt xoa luôn thật sự. Chắc chắn với chiếc này sẽ làm hài lòng kể cả những đôi tai khó tính nhất luôn. Đây là vì lý do vì sao mà anh em mình biết là thời gian qua thì có rất nhiều các bác chơi audio chuyên nghiệp tìm đến những con máy hi-tech cũng như là các cái dòng của châu Âu, đặc biệt là những con máy dành cho phòng thu bản nát chữ vàng tốc 15 như thế này thì quá là đỉnh cao luôn rồi. Em chỉ có một chiếc duy nhất thôi, máy đẹp keng và phiên bản đặc biệt. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại hoặc qua Zalo 0916950595. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.